Thầy xin giới thiệu các em bài phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Bài số 1 tọa độ của vector. Bài số 1 này thầy xin giới thiệu gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, tọa độ của vector với một hệ trục tọa độ. Phần thứ hai, biểu thức tọa độ của các phép toán vector. Phần thứ ba, áp dụng của tọa độ vector. Vậy đầu tiên, tọa độ của một vector trong mặt phẳng OXY cho một vector A tùy ý. Vẽ vector OA bằng vector A và gọi A1, A2 lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên trục OX và OY theo hình số 4 bên cạnh. Thầy đặt vector OA1 bằng X nhân vector Y, vector OA2 bằng Y nhân vector Y. Biểu diễn vector A theo hai vector Y và R. Dưới dạng vector A bằng vector OA bằng vector OA1 cộng cho OA2 nó sẽ bằng X nhân vector Y cộng Y nhân vector Y. Tọa độ của một vector được định nghĩa như sau. Trong mặt phẳng OXY, cặp XY được biểu diễn bởi vector A bằng X nhân vector Y cộng Y nhân vector Y được gọi là tọa độ của vector A. Ký hiệu vector A gồm các tọa độ X, Y, X người ta gọi là quanh độ, Y gọi là tung độ của vector A. Chú ý, vector A có tọa độ X, Y thì vector A được biểu diễn bởi X nhân vector Y cộng Y nhân vector Y. Nếu cho vector A tọa độ x y, vector B tọa độ x phải, y phải, khi vector A bằng vector B thì chúng ta cho tương ứng x bằng x phải, y bằng y phải. Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ cho một điểm M tùy ý. Tọa độ của vector OM được gọi là tọa độ của điểm M. Hình số 5 bên cạnh. Vector OM có tọa độ XY thì cặp XY là tọa độ của điểm M. Ký hiệu M tọa độ gồm có XY, X gọi là quanh độ, Y gọi là tung độ của điểm M. Khi điểm M tọa độ XY thì vector OM được biểu diễn bởi X nhân vector Y cộng Y nhân vector Y. Ví dụ trong mặt phẳng tọa độ xy cho 3 điểm D có tọa độ -1, 4, E có tọa độ 0, 3, F có tọa độ 5, 0. Vẽ các điểm D, E, F trên mặt phẳng OXY. Câu B, tìm tọa độ của vector OD, vector OE và vector OF. Câu A, thầy đã vẽ và chấm tọa độ của điểm DEF trên mặt phẳng OXY. Các em theo dõi, cho các em 1 phút theo dõi. Câu B, thầy muốn tìm tọa độ vector OD. Thầy nhìn lên hình vẽ. Ở vector OD gồm tương ứng đó là tọa độ của điểm D -1, 4. Vector OE tương tự 0, 3 và vector OF 5, 0. Thầy qua phần 2, biểu thức tọa độ của các phép toán vector. Phần này rất là quan trọng, các em chú ý lắng nghe. Trong mặt phẳng OXY cho hai vector, vector A có tọa độ A1, A2, vector B có tọa độ B1, B2 và số thực K. Biểu diễn từng vector A cộng vector B, vector A trừ vector B và
k nhân vectơ a theo hai vectơ y r. Tìm vectơ a nhân vectơ b theo tọa độ của hai vectơ a và b. Ta có vectơ a bằng a1 nhân vectơ y cộng a2 nhân vectơ r. Vectơ b bằng b1 nhân vectơ y cộng b2 nhân vectơ r. Lúc này vectơ a cộng vectơ b sẽ bằng a1 vectơ y cộng a2 vectơ r cộng cho b1 vectơ y cộng cho b2 vectơ r. Thì chúng ta lấy a1 cộng b1 đóng mặt lại nhân vectơ y cộng cho a2 cộng b2 đóng mặt lại nhân vectơ r. Tương tự vectơ a trừ vectơ b thì a1 trừ b1 đóng mặt lại nhân vectơ y cộng cho a2 trừ b2 đóng mặt lại nhân vectơ r. K nhân vectơ a thì chúng ta lấy k móc ra, vectơ a gồm có a1 vectơ y cộng a2 vectơ r thì chúng ta nhân phối vào k a1 vectơ y cộng k a2 vectơ r. Trong một phẳng OXY cho hai điểm A gồm các tọa độ A1, A2, B, vectơ B gồm các tọa độ B1, B2 và số thực K tương ứng. Như vậy chúng ta tóm tắt lại, vectơ A cộng vectơ B là chúng ta lấy A1 cộng B1 chấm phải A2 cộng B2. Tương tự, vectơ A trừ vectơ B chúng ta lấy A1 trừ B1 chấm phải A2 trừ B2. K nhân vectơ A thì chúng ta sẽ bằng k nhân a1 chấm phải k nhân a2. Vectơ a mà nhân vectơ b chúng ta lấy a1 nhân b1 a2 nhân b2 thì cho ví dụ 2. Cho hai vectơ m bằng -61, vectơ n bằng 0,2. Tìm tọa độ các vectơ m cộng vectơ n. Vectơ m trừ vectơ n 10 vectơ m và trừ 4 vectơ n. Câu B, tính các tích vô hướng giữa vectơ m và vectơ n và 10 vectơ m nhân cho 4 vectơ n. Bài giải, thầy muốn cộng vectơ m với tên n với nhau thì thầy lấy x cộng x chấm phải y cộng y thì ra được -63. Tương tự vectơ m trừ vectơ n thầy lấy x trừ x chấm phải y trừ y thì ra được tọa độ nó là -6 -1. 10 vectơ m và lấy số 10 nhân vào y thì ra được là -60.10. Rồi thầy tiếp tục -4 nhân vectơ n thầy lấy -4 nhân vào x chấm phải -4 nhân vào y thầy có được tọa độ là 0-8. Thầy muốn tính tích vô hướng của vectơ m nhân vectơ n thì thầy lấy x cộng y nhân y ra được số 2. Tương tự thầy lấy 10 vectơ m nhân cho 4 vectơ n thì thầy lấy x cộng y nhân y ra được là -80. Phần cuối cùng rất quan trọng, áp dụng của tọa độ vectơ, liên hệ giữa tọa độ của điểm và tọa độ của vectơ trong mặt phẳng. Trong mặt phẳng OXY cho điểm A có tọa độ xA iA, cho điểm B có tọa độ xB iB. Muốn tính vectơ AB thì chúng ta lấy xB trừ xA
chấm phẩy IB trừ IA. Thầy ví dụ cho điểm M tọa độ 1, 2, điểm N tọa độ trừ 3, 4, B phở tọa độ 5, 0. Tìm tọa độ của các vector MN, B phở M và N, B phở. Thầy tìm vector MN, thầy lấy XN trừ XM, thầy ra được trừ 4. IN trừ IM, thầy ra được 2. Và tương tự cho vector B phở M và N, B phở. Cho các em 30 giây, các em nhìn lại cách tính. Tọa độ trung điểm của đồng thẳng và trọng tâm của tam giác. Thầy cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh. Đỉnh A tọa độ XA, IA, đỉnh B tọa độ XB, IB, đỉnh C tọa độ XC, IC. Tọa độ trung điểm M gồm có XM, IM của đoạn AB là XM sẽ bằng XA cộng XB chia 2, IM sẽ bằng IA cộng IB chia 2. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là XG sẽ bằng XA cộng XB cộng C chia 3, IM sẽ bằng IA cộng IB cộng IC. Này, cho ví dụ, cho tam giác MNB có tọa độ các đỉnh là M tọa độ 23, N tọa độ 63, B phở tọa độ 55. Tìm tọa độ trung điểm E của đoạn MN. Câu B, tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác MNB phở. Như vậy, E là trung điểm MN, thử XE sẽ bằng XM cộng XN chia 2, IE sẽ bằng IM cộng IN chia 2. Tọa độ điểm E gồm có 4 và 5 phần 2. Tương tự, G là trọng tâm của tam giác MNB phở. XG sẽ bằng XM cộng XN cộng XB phở chia 3. YG sẽ bằng IM cộng IN cộng IB phở chia 3. Chúng ta có được tọa độ điểm G là 13 phần 3 và 10 phần 3. Một phút để cho các em nhìn lại. Thầy qua phần cuối cùng là ứng dụng biểu thức tọa độ của các phép toán. Thứ nhất, thầy cho hai vector, vector A tọa độ A1, A2, vector B tọa độ B1, B2 và hai điểm A tọa độ XA, IA, điểm B tọa độ XB, IB. Khi vector A vuông góc vector B thì vector A nhân vector B bằng 0, hay nói khác là A1 nhân B1 cộng A2 nhân B2 bằng 0. Vector A mà cùng phương với lại vector B khi vector A, khi A1 nhân B1 trừ A2 nhân B2 bằng 0. Độ dài của vector A là bằng căn bậc 2 của A1 bình cộng cho A2 bình. Độ dài của AB là bằng căn bậc 2 của XB trừ XA tất cả bình cộng cho IB trừ IA tất cả bình. Cos của vector A và B thì bằng vector A nhân vector B chia cho độ dài vector A nhân độ dài vector B. Hay nói khác là A1 nhân B, B1 cộng A2 nhân B2 chia cho căn bậc 2 của A1 bình cộng A2 bình nhân cho căn bậc 2 của B1 bình cộng cho B2 bình. Trong đó vector A và vector B phải khác vector 0. Để hiểu được ứng dụng của biểu thức tọa độ thì các em xem một vài ví dụ dưới đây, và dưới đây thầy cũng có giải cụ thể.
Thì cho các em 5 phút để các em xem lại. Rồi, thì ví dụ trong mặt phẳng OXY cho tam giác ABC có các đỉnh A tọa độ 11, B tọa độ 52, C tọa độ 44. Câu A, tìm tọa độ H là chân đường cao của tam giác ABC kể từ A. Như vậy nếu tìm điểm H thì các em hiểu điểm H gồm có X và Y, thì chúng ta cần một hệ hai phương trình. Phương trình đầu tiên là H là chân đường cao kẻ từ A, thì chúng ta chia được AH vectơ H vuông góc vectơ BC, hay nói khác là vectơ AH nhân vectơ BC bằng 0. Phương trình thứ hai là điểm B, điểm H và điểm C thẳng hàng, hay nói khác là hai vectơ BH và BC cùng phương. Các em lập hệ hai phương trình đó, các em suy ra tọa độ điểm H là được 23/5 và 14/5. Câu B, giải tam giác ABC. Giải tam giác ABC là các em tìm độ dài ba cạnh và ba góc của tam giác ABC. À, muốn tìm độ dài AB thì chúng ta lấy căn bậc 2 XB trị A tất cả bình cộng cho IB trị A tất cả bình, và tọa độ này đã có sẵn rồi, chúng ta thế vào chúng ta ra được căn 17. Tương tự BC ra được căn 5 và AC ra được 3 căn 2. Từ đó chúng ta tính ra được góc A, góc B và góc C. Rồi qua bài tọa độ của vectơ, thầy giới thiệu các em 3 phần và thầy cho